vào những năm cuối của triều đại bắc tống trung quốc có một vị anh hùng dân tộc tên là nhạc phi cha qua đời khi ông còn thơ ấu mẹ ông là một người hiền đức có trí huệ cả hai mẹ con nương tựa nhau mà sống nhạc phi được mẹ dạy học và dạy viết bởi nhà quá nghèo không có tiền mua giấy bút và mực nên nhạc phi phải tập viết chữ trên cá thế mà về sau ông nổi tiếng viết chữ đẹp đến lúc trưởng thành thì ông đầu quân mẹ ông lúc ấy xăm trên lưng ông bốn chữ tận trung báo quốc để nhắc ông phải luôn ghi nhớ chí nguyện lớn lao cứu nước cứu dân lúc bây giờ quân kim xâm lược bắc tống chiếm biển kinh tức khai phong đầy hai vua hội tông và khâm tông lên miền bắc hồ tông là vua đã thoái vị có hai người con là Khâm Tông và Khang Vương. Khang Vương lúc ấy đang ở Hàng Châu, liền lên ngôi đặt tên nước là Nam Tống, tự xưng là Tống Cao Tông, phong tầng cối làm tướng quốc. Đương thời các quan văn thì chủ trương hòa giải với quân Kim, nhưng các quan võ thì chủ trương chiến tranh. Lúc bấy giờ Nhật Phi đại thắng quân Kim ở Trấn Chu Tiên, rất gần Biển Kinh, và dự định tiến đánh kinh đô quân Kim ở Hoàng Long, tức Kiết Lâm, Nông An bây giờ Chẳng may Nhạc Phi bị tầng cối đố kỵ và dùng 12 đạo kiếm bài giả để triệu hồi về kinh thành. Nhạc Phi vốn mang tư tưởng trung quân ái quốc nên văn mệnh vua trở về kinh đô. Lúc tới sông Trường Giang, đi ngang qua chùa Kim Sơn, ông vào bái kiến thiền sư Đạo Duyệt. Thiền sư Đạo Duyệt khuyên ông đừng trở về kinh thành, hãy ở lại chùa Kim Sơn ở Trần Giang xuất gia tu hành thì có thể tránh được tai nạn. Song Nhạc Phi vốn có thường sống chết, và lại nghĩ rằng bốn phần cái làm tướng là phải tuân mệnh vua không cho rằng tướng ở ngoài trận địa có lúc không phải tuân theo lệnh vua do đó ông đã không nghe lời khuyên của thiền sư Đạo duyệt lúc chia tay thiền sư tặng cho ông một bài kệ tuế đệ bất túc cẩn phòng thiên khốc phụng hạ lưỡng điểm tương nhân hại độc nghĩa là chưa đến cuối năm đề phòng trời khốc dưới phùng hai chấm hãm hại người đấy khi Nhạc Phi về tới Hàng Châu, Tần Cối dùng ba chữ mạc tu Hữu, nghĩa là bia đặt, để hạ lệnh bỏ tù hai cha con Nhạc Phi. Gần đến ngày thọ hình, Nhạc Phi mới chợt hiểu thâm ý bài kệ của Thiền Sư Đạo Duyệt. Năm ấy, ngày 29 Tết, trời mưa tầm tã, Nhạc Phi ngồi trong ngục lắng nghe tiếng mơ rơi, và chợt vỡ lẽ rằng đại nạn đã gần kề. Lời tiên tri của Thiền Sư Đạo Duyệt cuối cùng đã ứng nghiệm. Phụng hạ lưỡng điểm, nghĩa là dưới chữ phụng có thêm hai chấm, tức là chữ tầng ám chỉ tầng cối. Quả nhiên, Nhạc Phi sau đó bị xử chém tại phong Ba Đình. Bây giờ tầng cối hỏi Đa Phụ. Nhạc Phi khi sắp bị chém có nói gì chăng? Đa Phụ đáp. Tôi chỉ nghe y nói rằng y hối hận vì không chịu nghe lời thiền sư đại duyệt ở chùa Kim Sơn, nên mới nhận lệnh hậu quả thê thảm này. Nghe vậy, tầng cối vô cùng tức giận, liền phái hà lập tới chùa Kim Sơn, để bắt thiền sư đại việt nhưng thiền sư trong khi nhập định một ngày trước đã biết được nhân duyên này nên ngài đã để lại một bài kệ hà lập từ nam lai ngã vạn tây phương Tẩu nhược phi phật pháp đại khải bất lạc tha thụ nghĩa là hà lập từ nam đến ta nhắm tây phương đi phật pháp nếu không tường ác lọt vào tây hắn Chuyện này chứng minh rằng khi công phu thiền định của người tu đạt tới cực điểm thì có thể kềm chế được sinh tử. Muốn lúc nào vạn sinh cũng được, tự mình điều khiển định mệnh. Đó là một điều rất là bình thường. Thỏa xưa, các thiền sư đều có công phu như vậy, tự do sống chết toại tâm như ý. Đời đường có vị thiền sư tên Đặng Ẩn Phong, có thể lộn ngược đầu xuống đất mà viên tịch. Gần đây có vị Phật sống ở chùa Kim Sơn, đứng mà viên tịch. Đó điều là nhờ có công phu thiền định nên họ có thể đến và đi tự do, không bị hạn chế chi cả. Hòa thượng Tiêu Hóa giảng trong khóa thiền thất tháng 12 năm 1980 chín trăm tám mươi.